Nhằm giúp bà con nông dân tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với trạm khuyến nông các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện mô hình liên kết sản xuất ớt xuất khẩu. Mô hình được thực hiện trên quy mô hơn 100 hectare. So với nhiều loại cây màu vụ đông khác, cây ớt có thời gian sinh trưởng và phát triển dài ngày hơn. Trồng ớt đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, khó hơn so với cách thức trồng lạc, ngô hoặc đậu tương. Tuy nhiên, cây ớt lại có tính ưu việt riêng là mỗi vụ có thể thu hoạch được 5 lứa với năng suất mỗi lứa từ 40 đến 45 tạ trên 1 hectare. Anh Phùng Đắc Sơn tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trước đây đã trồng nhiều loại rau màu nhưng không có hiệu quả. Nhưng từ khi chuyển sang trồng ớt xuất khẩu thì đã đem lại kinh tế cao hơn rất nhiều. Trước kia gia đình tôi thì có canh tác một mẫu 6 trồng lúa, nhưng mà hiệu quả kinh tế của trồng lúa không cao, ngược lại là công sức bỏ ra rất là nhiều, rất là vất vả. Thì bình quân một mẫu 6 mà chia cho các đầu tháng, 12 tháng gia đình thì mỗi một xào thì thu lợi nhuận chưa đầy 400. Thì tính ra cả một năm kinh tế nó không, gần như là không có. Cái cây ớt thì nhà nước hỗ trợ về đầu ra, hỗ trợ về giống và phân bón. Ngược lại là một số các công ty doanh nghiệp khác thì họ cũng đầu tư cho mình về phân rò, họ thu mua lại sản phẩm. Thì tôi quyết định là trồng về ớt. Một xào ớt bây giờ cho, nếu theo lý thuyết thì cho thu khoảng 1 tấn 2 hoặc là hơn. Thế còn thực tế thì bây giờ tôi đang làm này thì theo qua 2 lần hái á, thì là bình quân mỗi xào nó thu được khoảng gần 3 tạ. Thì nếu mà trong tiến triển như này thì chắc là sẽ đạt được hiệu quả. Giá cả thì giá cả ổn định, công ty đang cân là 7.500 một cân. Bình quân một xào ra được khoảng 7-8 triệu. Thì trừ chi phí thuê nhân công hết mà một nửa, 3-3 triệu rưỡi, thì là một xào mình vẫn được khoảng 3 triệu. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, mô hình canh tác ớt xuất khẩu được tỉnh hỗ trợ 100% giống và 30% phân bón, đồng thời kèm theo nhiều chính sách hỗ trợ đối với các loại cây trồng khác. Với cơ chế chính sách hỗ trợ này, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn gom ruộng đất, đầu tư liên kết với các nhà khoa học, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Việc gom ruộng đất để sản xuất giúp các hộ nông dân có điều kiện chọn lọc, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy hoạch, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa nhanh cơ giới hóa vào đồng ruộng. Nhờ vậy, trong sản xuất đã tiết kiệm được nhân lực và năng suất, sản lượng cây trồng, giá trị kinh tế ngày một tăng cao. Thực hiện một số cái nội dung trong cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thì trong đó thì Trung tâm Khuyến nông có được giao cái nội dung là triển khai cái hỗ trợ cái sản xuất rau quả hàng hóa theo Việt Gáp. Và chúng tôi lựa chọn là 5 cái cây trồng chủ lực, và trong đó thì có cây ớt. Thế thì hiện nay thì diện tích ớt trung tâm đang triển khai là hơn 100 hectare trên địa bàn toàn tỉnh. Và đối với lại cái triển khai cây ớt này thì chúng tôi đã phối hợp với một số cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ký hợp đồng thu mua bao tiêu đầu ra sản phẩm cho bà con nông dân. Ngoài cái việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm thì Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ bà con là 100% về giống và 30% phân hữu cơ sinh học. Đồng thời thì tổ chức tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật để hướng tới bà con nông dân sản xuất ớt theo Việt Gáp, tạo ra những sản phẩm hàng hóa lớn nhưng đồng thời là cái sản phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với lại những vùng đất mà trước đây mà chúng ta chưa sản xuất được cái hàng hóa thì rõ ràng là khi đưa những cái cây rau màu như cây ớt vào thì cái hiệu quả cao hơn rõ rệt. Ví dụ như một xào ớt này, sau khi trừ hết chi phí thì bà con nông dân sẽ được lãi từ 3 đến 3 triệu rưỡi trên một xào. So với lại cái canh tác trước đây chúng ta chỉ trồng ngô và đỗ tương, một xào chỉ được lãi khoảng độ một vài trăm nghìn một xào. Thế chính tỏ là nó đã mang đến cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì trung tâm sẽ triển khai cái chương trình hỗ trợ sản xuất hàng hóa với cái diện tích thì càng ngày càng mở rộng. Cái thứ hai nữa là về cái cách thức chỉ đạo thì chúng tôi sẽ tập trung vào ba cái yếu tố. Cái thứ nhất là vẫn phải nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Cái thứ hai là phải khuyến khích những cái tổ chức cá nhân người ta gom ruộng để sản xuất với lại cái quy mô lớn. Và cái thứ ba là phải phối hợp với lại các doanh nghiệp để bao tiêu cái sản phẩm cho bà con nông dân. Sản xuất nông nghiệp hướng tới mục tiêu sản xuất hàng hóa tập trung là một hướng đi đúng đắn
trong xu thế phát triển hiện nay. Đến nay, từ hiệu quả của những mô hình này, bà con nông dân trong tỉnh Vĩnh Phúc đã có ý thức, thói quen chuyển dần sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời hình thành những vùng sản xuất tập trung chuyên canh, khai thác tốt lợi thế so sánh giữa các vùng sinh thái, phát triển các loại cây con chủ lực phù hợp với lợi thế của từng địa phương. Qua đó đã góp phần giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành, tăng năng suất chất lượng sản phẩm.